Kính chào quý bà, hay công ty Takio gửi đến quý bà con video vui thần kiểm tra máy đánh vảy cá trước khi đi giao hàng cho khách. Máy đánh vảy cá Takio TK500 được thiết kế với các lông chải dày đặc quanh các rulo linh động, giúp việc đánh vảy cá nhanh hơn, sạch hơn và hạn chế việc chảy xước tổn hại lên da cá so với các vật dụng đánh vảy cá thủ công. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.